Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cổng Du học Điện tử. Chương trình này do Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Cổ phần Giải pháp Du học SCVN thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, đã hơn một năm kể từ ngày 4 tháng 5 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tại chỉ thị số 16 về việc tăng cường năng lực tiếp cận của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo thúc đẩy triển khai giáo dục về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, viết tắt là STEM, trong chương trình giáo dục phổ thông. Việc định hướng nghề nghiệp khi du học theo mô hình STEM được rất nhiều quý bậc phụ huynh cũng như là các em học sinh, sinh viên quan tâm, bởi vì đây chính là xu hướng của thế giới trong khoảng 2 thập niên gần đây. Để hiểu rõ hơn về mô hình giáo dục STEM, thế mạnh của giáo dục STEM, mô hình giáo dục STEM của các trường trên thế giới đào tạo như thế nào, định hướng nghề nghiệp khi du học theo mô hình này ra sao, chương trình Cổng Du học Điện tử kỳ này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu với đề tài Du học theo mô hình đào tạo STEM. Nhưng trước tiên sẽ là những thông tin du học đáng chú ý. Xin mời quý vị bắt đầu theo dõi. Chính phủ và các trường đại học trên khắp thế giới đã đưa ra nhiều chính sách ưu tiên thu hút sinh viên đến với các ngành học STEM nhằm giải quyết sự thiếu hụt nhân lực đủ điều kiện làm việc trong thời đại công nghệ cao. Hơn thế nữa, khoảng 75% công việc trong thập kỷ tới đều đòi hỏi kỹ năng STEM. Các ngành học STEM hấp dẫn hiện nay đó là kỹ thuật hàng không vũ trụ, thiên văn học, hóa sinh, sinh học, kỹ thuật hóa học, công trình dân dụng, khoa học máy tính, kỹ thuật điện, toán học, kỹ sư cơ khí, vật lý, tâm lý học, số liệu thống kê. Những ngành học STEM sẽ mang lại cho sinh viên nhiều cơ hội việc làm thú vị với thu nhập hấp dẫn hơn và các kỹ năng có thể sử dụng được trong tất cả các loại công việc, không chỉ để trở thành một nhà toán học, kỹ sư hay nhà khoa học. Trong chương trình Cổng Du học Điện tử ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu với quý vị sự có mặt của các vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Duy Tân, trưởng phòng giáo dục trung học Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Bà Smith là giám đốc quốc tế của trường đại học Murdoch của Úc. Với quý vị, ông Patrick Kelly, tổng giám đốc công ty StudyChoices tại Singapore. Ông Nguyễn Phan Việt Thủy, chủ tịch hội đồng quản trị công ty SCVN, nhà phân phối dịch vụ StudyChoices tại Việt Nam. Và xin được kính chào các vị khách mời. So nice to meet all of you on this show. Trước khi đến với phần đặt câu hỏi cho các vị khách mời để giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về mô hình giáo dục STEM, xin mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh ngay sau đây. Xin mời ạ. STEM là gì? STEM là viết tắt của bốn từ khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học. Những ngành này là nhân tố quan trọng để xây dựng nền kinh tế phát triển cũng như một xã hội an toàn và lành mạnh. Ngày nay, những nỗ lực cải cách như tiêu chuẩn giáo dục, khoa học thế hệ mới đang ngày càng nhấn mạnh hơn vào sự liên kết giữa các ngành trong STEM. Để hiểu được xu hướng giáo dục này tác động như thế nào đến việc dạy và học trong tương lai, chúng ta cần xem xét kỹ hơn về tất cả các ngành trong giáo dục tích hợp STEM, chứ không chỉ riêng một nhân tố cấu thành nào. Về sau, trên thực tế, một nhà khoa học sẽ nghiên cứu dựa vào công nghệ toán học kỹ thuật. Đồng thời, kỹ sư sẽ phụ thuộc vào những phát minh khoa học, ứng dụng của toán học và sử dụng công nghệ tiên tiến để làm việc. Hãy tưởng tượng rằng, nếu học sinh lớp 12 được dạy theo phương pháp tập trung vào sự liên kết này, thì chắc chắn họ sẽ ngày càng hiểu được nhiều hơn và sâu sắc giáo dục STEM có ứng dụng hay liên quan như thế nào đến cuộc sống hàng ngày. Với những cải tiến và hữu ích, mô hình giáo dục STEM đã và đang được nhiều trường đại học trên thế giới đưa vào triển khai giáo dục cho học sinh và bước đầu đạt hiệu quả cao. Giáo dục STEM là giống như là một chương trình để giúp tụi con có thể mà thực hành những bài bài lý trên trường, có thể tạo ra những sản phẩm mà mình yêu thích. Nếu mà mình học các môn học như là vật lý, khoa học ở trên lớp thì nếu mà mình nghe lý thuyết sẽ cảm thấy rất nhàm chán. Mà từ khi có phòng STEM này, tụi con cảm thấy rất là vui vì được ứng dụng các bài học vô để làm những sản phẩm. Phòng STEM chính là nơi để truyền cảm hứng cho không chỉ cho thầy cô mà truyền cảm hứng cho học sinh nữa về cái việc đam mê nghiên cứu khoa học, sáng tạo. Và trong thế kỷ 21 này thì học sinh cái việc sáng tạo nó có ý nghĩa rất là quan trọng, và cái việc tạo ra những sản phẩm cụ thể là cái kỹ năng cần thiết mà học sinh phải có trong cái thế kỷ 21. Và thưa quý vị, trong đoạn video clip vừa rồi thì chúng ta thấy là các thầy cô cũng như là các em học sinh cảm thấy rất là hào hứng với phòng học STEM ạ. Thì xin được hỏi thầy Tân ạ, hiện nay thì Bích Nga được biết là chỉ thị này khoảng một năm rồi, thì trên địa bàn thành phố của chúng ta việc áp dụng mô hình giáo dục STEM vào các trường trung học phổ thông như thế nào ạ, thưa thầy? Bộ Giáo dục Đào tạo trong cái hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018 thì cũng chỉ rõ cái vai trò của các trường phổ thông trong việc từng bước đưa giáo dục STEM hoặc là STEM như chúng ta đã nói theo nhiều cái nghĩa khác nhau
vào trong dạy học. Thì Sở Giáo dục Đào tạo thành phố cũng nghiên cứu rất là kỹ các cái mô hình STEM ở một số quốc gia tiên tiến như là Hoa Kỳ, Úc và một số quốc gia khác. Thì sau khi nghiên cứu những cái mô hình đó thì chúng tôi về triển khai tập huấn cho đội ngũ thầy cô làm cán bộ quản lý các trường. Rồi chúng tôi cũng tổ chức tập huấn chuyên sâu cho thầy cô giáo để hiểu trước tiên là đội ngũ thầy cô mình hiểu dạy học với phương pháp giáo dục STEM là như thế nào. Từ đó chúng tôi triển khai những cái bước rất là cơ bản để đưa cái giáo dục STEM vào trong cái việc dạy học trong năm học này. Thì những hình ảnh của cái clip vừa rồi cũng cho thấy rõ là các trường đã nhận thức rất là đúng, rất là đầy đủ và đã sử dụng các cái điều kiện hiện có của nhà trường để giúp cho các em học sinh học tập các cái kiến thức, kỹ năng, đặc biệt là học qua thực hành và học qua cái mô hình hóa để từ đó hình thành nên cái kỹ năng mà các con người ở thế kỷ 21 của chúng ta cần để có thể đáp ứng được cái yêu cầu đó trong thời gian trước mắt và trong thời gian lâu dài. Dạ vâng. Như vậy thì chúng ta cũng cần thêm thời gian để nhiều hơn nữa các trường trung học phổ thông và nhiều thầy cô giáo học sinh được tiếp cận với mô hình giáo dục tiên tiến này, đúng không thầy ạ? Vâng, xin được cảm ơn thầy ạ. Yes. So next question is for you, Ms. Suzanne Smith. So on that video clip, we can show that Vietnamese student parents and teachers, they are loved and interested in STEM training model. As I know that in the world, now there are two main trends. The first one is the liberal education and the second one is STEM. So my question is, in some developed countries like your country, Australia, or in general and in particular the Murdoch University, do you have you differentiated in these two models? Yes, definitely. And thank you, it's a pleasure to be here. Yeah. In Australia, there is a strong focus on our STEM programs across all universities, across all states. Mm-hmm. And in Perth, and at Murdoch University particularly, we have the liberal arts courses, but we also have the STEM. Our research is predominantly around our STEM courses. And so at the university, it's not just about the teaching the students, it's about researching into those areas as well, so that the students are getting advice from the experts. So for example, in our technology area, we have experts that have built robots, that have worked with apps to help with stroke victims and things like that. So the STEM is not just about a number of courses, which I can talk about a little bit more detail, but it's also about having the research into those STEM areas. So it's a very strong focus. It's one of the key things at Murdoch University that we're very good at is actually those STEM courses. So it's not just the technology, it's also the sciences, and the sciences are broken into a number of areas. There's the life sciences, the physical sciences, the health sciences, as well as the environmental sciences. So when we talk about STEM, we cover a whole lot of areas. And then also is the maths and the statistics, which is also an important part, along with our engineering. But the maths and statistics fit into each of those other areas as well. So these days they don't so much sit alone, but sit within the technology, mm-hmm. within the engineering. So that's an important part of the STEM as well. Okay, thank you so much. And next question for you, Patrick. We can see that many parents and students, they are interested in STEM integrated model. So how do they use the studychoices.com to learn about STEM model? Yes. Absolutely. Look, we have thousands of courses on studychoices.com. We make it easy for you to look at those thousands of courses and find your own course that you're interested in studying. So there's two real ways to be able to choose a course. Obviously, you need to choose your country, the level of study, so let's say it's an undergraduate degree and a bachelor's, and then we have an area of interest. In the area of interest, you choose the STEM area. So for instance, if it's engineering, you select the engineering and it will list all the engineering courses. So that's the basic way to do it. But if you really know your stuff and you've done a lot of research already, you can use a keyword search. So that's in our advanced area of search. You put the name of the course in and it'll list all those courses with that name. So for example, if you did chemical engineering or if you did statistics, you put statistics in and it will list all the universities with all the courses in statistics. Mm. Now you have to remember, when you enter your academic results through Acceptometer and your IELTS results through Acceptometer, it will also let you know which of those STEM courses you'll be accepted into.
So it is really quite easy with all those courses on our platform. Okay, thank you so much. Yeah. Vừa rồi chúng ta nghe ông Patrick chia sẻ cái cách mà StudyChoices.com sẽ giúp cho người dùng tìm kiếm được những cái khóa học liên quan đến việc tích hợp cái mô hình STEAM như thế nào. Thế thì là một cái là đại diện của StudyChoices tại Việt Nam, là đơn vị phát triển của cái mạng lưới cái cổng thông tin này tại Việt Nam, thì xin được hỏi là SCVN sẽ có những cái hỗ trợ nào thiết thực nhất mà nó phù hợp nhất với phụ huynh học sinh tại Việt Nam của chúng ta trong việc tìm kiếm những cái mô hình giáo dục như là STEAM như thế này? Xin chào. Thì bên cạnh là chúng tôi là hỗ trợ cái cổng StudyChoices.com để cho phụ huynh học sinh và các nhà tư vấn có thể tìm được các khóa học STEM, thì chúng tôi đặt cái mục tiêu là kế tiếp là có một cái bản tin. Chúng tôi đã ra một cái bản tin là định kỳ, và trong đó là cái bản tin này được lấy từ thông tin từ các trường đại học. Ví dụ như trường đại học Murdoch gửi thông tin cho chúng tôi về các khóa học về STEM, thì chúng tôi sẽ tổ chức các phân loại ra các ngành. Tại vì STEM là một cái khái niệm chung, còn đối với các ngành thì các ngành chẳng hạn như về khoa học, về về kỹ sư, về về sinh học, về hóa học, vân vân. Thì như vậy thì những cái ngành này chúng tôi sẽ tổ chức từng cái buổi hội thảo và với các trường để mà giới thiệu cho các bạn học sinh và cha mẹ biết rằng những ngành nào có STEM. Và như vậy thì qua cái diễn đàn này thì chúng tôi cũng mong muốn là các bậc phụ huynh có thể đăng ký nhận cái bản tin miễn phí từ SCVN để chúng tôi cập nhật những cái thông tin mới nhất từ các khóa học của các trường đại học. Dạ, xin được cảm ơn ông Thủy rất là nhiều ạ. Như vậy thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi ở đây đại diện cho một trường đại học. So I will ask you about some majors in your university. So do the student need to know about STEAM before they apply in your university? It is helpful for students to have some knowledge around the STEM and what the courses are around STEM. And I think in the schools these days, there is a lot already covered in the sciences and that. So for a student to apply for a STEM course, it's useful if they've done some type of science or mathematics in their schooling. Yeah. It would just make it more challenging. It's not to say they can't, but often one of the requirements is to have a science and a mathematics courses. So for example, if you were wanting to do laboratory medicine, you didn't have the marks to go in straight into medicine, you could do laboratory medicine or biomedical science. One of the requirements would be to have some type of science in your year 11s and 12s to go into those courses. If for technology, it is very useful and very handy to at least understand how to use the computer, how to turn it on, how to find your way around. And so they're important skills for our students to learn on the way through to go into these types of STEM courses. Okay, thank you so much. Ngày hôm nay chúng ta có sự tham gia của đại diện trường học Murdoch đến từ Australia tham gia với chúng ta trong cuộc trò chuyện này. Và ngay sau đây để giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về những cái khóa học tích hợp STEM tại trường học Murdoch, xin mời quý vị cùng theo dõi hình ảnh ngay sau đây. Trường Đại học Murdoch chính thức hoạt động vào năm 1973 và hiện có hơn 23.000 sinh viên và 1.700 nhân viên đến từ 90 quốc gia khác nhau. Trường tự hào với những nghiên cứu thay đổi cuộc sống, sự sáng tạo và đóng góp phát triển công nghiệp của các sinh viên sau khi tốt nghiệp. Trường đặt tại Perth, tiểu bang Tây Úc và có cơ sở đào tạo khắp thế giới. Theo bình chọn của Good University Guide, Murdoch đạt tiêu chuẩn 5 sao với mức lương khởi điểm sau khi tốt nghiệp và kinh nghiệm đào tạo trong 13 năm liền. Đặc biệt, trường có nhiều chuyên ngành đào tạo theo mô hình STEM kết hợp học tập và làm việc, tạo điều kiện cho sinh viên có nhiều kinh nghiệm thực tế. Một số chuyên ngành chính như sau: chuyên ngành kỹ thuật. Với chuyên ngành này, sinh viên được học cách phát triển công nghệ để chiết xuất kim loại và hàng hóa từ nguyên liệu thô, khám phá thiết kế, nhiệm vụ, cơ chế vận hành của các quy trình kỹ thuật. Do đó, họ hoàn toàn đủ điều kiện để trở thành chuyên viên của Viện Khai thác và Luyện kim nước Úc, cùng nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn trên toàn thế giới trong ngành công nghiệp tài nguyên. Chuyên ngành pháp y. Thông qua chuyên ngành này, sinh viên có thể học kết hợp khoa học pháp y với độc chất học và tội phạm học, hình thành một ngành học mới độc đáo. Thông qua cơ hội tham gia những cuộc điều tra hiện trường hư cấu, phức tạp và tự chuẩn bị báo cáo để phản biện trong phiên tòa giả định với thẩm phán, bồi thẩm đoàn, sinh viên được cung cấp những kinh nghiệm thực tế vô giá, hiểu biết sâu sắc về tội phạm, vai trò của khoa học trong phá án và hệ thống tư pháp, và còn những chuyên ngành khác như hóa sinh, khoa học máy tính, chăm sóc sức khỏe, v.v. Cùng hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hiện đại và đội ngũ giáo viên kinh nghiệm, chắc chắn đây hứa hẹn sẽ là một môi trường học tập lý tưởng cho sinh viên khi theo học và rèn luyện kỹ năng.
Vâng, vừa rồi chúng ta có tìm hiểu một số những ngành học hiện nay đang có liên quan đến STEM của trường Murdoch. Thì như phần chia sẻ của bà giám đốc quốc tế của trường thì cũng có nói là học sinh mà biết trước những cái môn liên quan đến STEM thì nó là một cái lợi thế rất là lớn khi mà du học các ngành liên quan. Vậy thì không biết về phía Sở Dục Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta sẽ có những biện pháp như thế nào để chúng ta triển khai đồng loạt và hiệu quả hơn nữa mô hình giáo dục này trong thời gian sắp tới, thưa thầy? Như tất cả chúng ta đều biết thì cái nền kinh tế thế giới đã phát triển rất là nhanh. Trong một thời gian ngắn thì cũng có thể có nhiều cái nghề biến mất và cũng nhiều nghề mới ra đời. Do đó cái việc mà chuẩn bị cho các em học sinh bước vào cái giáo dục nghề nghiệp thì chúng tôi cũng ý thức cái trách nhiệm của ngành giáo dục rất là lớn. Do đó từ những cái kết quả ban đầu của việc đưa giáo dục STEM vào trường học thì chúng tôi nhận thấy rằng từ tất cả các cơ sở giáo dục của mình, các thầy cô làm công tác quản lý, thầy cô giảng dạy, hiểu rõ cái yêu cầu và tùy theo cái điều kiện cụ thể của nhà trường, trang bị cho em, các em học sinh những cái phần kiến thức, kỹ năng, đặc biệt là các cái kỹ năng thích ứng với cái yêu cầu của thế kỷ 21, để khi các em và gia đình các em chọn lựa cái trường đại học, cái ngành nghề của mình thì sẽ biết chọn lựa được những cái ngành nghề nó phù hợp để chúng ta có thể trong cái thời gian học tập thì chúng ta có được một kiến thức, kỹ năng và đặc biệt là các cái kỹ năng thích ứng cho cái việc thay đổi nghề nghiệp, từ đó giúp cho các em thành công khi bước vào đời. Dạ, xin được cảm ơn thầy rất là nhiều với chia sẻ ý nghĩa vừa rồi ạ. So, the last question for you. Can you tell me about some solutions of studychoices.com to help parents and students to get more information about STEAM integrated model? Yeah, absolutely. Look, in our course profile, so when you've chosen a course and you're searching for that course and you found the one that you think you like, it has a lot of information about the course outline. So you can read about the information. The other thing we're going to do, we're going to liaise with the universities like Murdoch. We'll get the latest news and latest information about some of those STEM courses that are coming out, new research that's been done. And so everybody who registers on our website we'll be able to access through the newsletter the latest information on STEM. That's how Thank you so much. Yes. Vậy thì câu hỏi tiếp theo sẽ là câu hỏi dành cho ông Thủy ạ. Vậy thì ông Thủy có những lời khuyên gì để cho phụ huynh học sinh của chúng ta rõ ràng là đã đầu tư một số tiền rất là lớn đi học theo một ngành mà có vẻ như cái tầm nhìn về dài hạn của cái ngành học liên quan đến STEM này nó khá là rộng mở. Ông có lời khuyên gì cho phụ huynh học sinh Việt Nam ạ? Thì thực ra mình cũng đã nghe các chuyên gia nói về STEM như là chỗ thầy Tân và cô Susan và anh Patrick. Thì cái theo thông tin thôi là chúng tôi cũng đọc được là theo dự báo là trên là 75% cái công ăn việc làm trong 10 năm tới sẽ có liên quan tới STEM. Thì như vậy đây là một cái thông tin quan trọng mà phụ huynh học sinh chúng ta cần cân nhắc từ bây giờ. Tại vì cái tiền du học mà sắp tới cho tương lai của con chúng ta thì chúng ta nên định hướng những cái ngành nghề mình yêu thích và có cái nhu cầu của xã hội sắp tới. Thì như vậy thì chúng tôi thì là một nhà cung cấp dịch vụ thì chúng tôi cũng có lời khuyên là nên dồn cả những cái chương trình như studychoices.com để lục ra các khóa học có liên quan tới STEM và nhận những cái thông tin từ nhiều nguồn thông tin. Ví dụ như thông tin từ bên phía chúng tôi là một cái nguồn thông tin chúng tôi được nhận từ nhà trường, các nhà trường cung cấp. Thì như vậy quý phụ huynh là trước khi quyết định du học thì chúng ta nên dành thời gian để tìm hiểu thông tin. Vì thông tin nó bây giờ rất là nhiều thông tin có thể nhầm lẫn thì chúng ta sẽ tìm những thông tin chính thống. Thì chúng tôi cũng mong muốn rằng các bạn học sinh khi mà đã chọn được một cái khóa học đúng và sau này về phục vụ được cho đất nước của chúng ta được tốt hơn. Dạ vâng, xin được cảm ơn con số biết nói mà ông Thủy vừa mới gửi đến tất cả chúng ta và cũng như là những thông tin rất hữu ích về STEM mà tất cả các vị khách mời đã mang đến cho chương trình ngày hôm nay. Và hy vọng nó sẽ là những gợi mở rất là thiết thực và giá trị cho phụ huynh học sinh khi chọn lựa khóa học và trường đại học cho con của mình đi du học. Xin được cảm ơn các vị khách mời rất nhiều. Và ngay sau đây để tiếp tục chương trình thì xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng cập nhật những thông tin đáng chú ý về du học. Úc là một trong số các quốc gia cung cấp nền giáo dục chất lượng cao và những khóa học STEM tốt nhất trên thế giới. Theo Tổ chức xếp hạng Đại học Thế giới QS 2015, có 4 trường đại học của Úc nằm trong top 50 về kỹ thuật dân dụng và kết cấu, 4 trường về kỹ thuật hóa học, 5 trường về khoa học máy tính và hệ thống thông tin, 4 trường về kỹ thuật điện và điện tử và 4 trường về kỹ sư cơ khí, hàng không và sản xuất. Hiện nay, các khóa học STEM rất phổ biến với sinh viên quốc tế, với hơn 1/4 trong số đó tham gia vào lĩnh vực này trong năm 2014.
Đặc biệt, kỹ thuật và công nghệ là lĩnh vực được lựa chọn nhiều nhất ở cả cấp đại học và sau đại học. Tiếp theo là công nghệ thông tin và khoa học. Các khóa học STEM ở hầu hết các cấp độ dạy nghề và trình độ cao hơn với các lựa chọn khác nhau, gồm chứng chỉ, văn bằng và bằng cấp cung cấp tổng quan về từng lĩnh vực cho đến trình độ chuyên môn cao như khoa học pháp y, kỹ thuật hàng không, phát triển ứng dụng di động, robot và công nghệ nano, v.v. Truy cập ngay vào website www.studychoices.com để biết thêm thông tin chi tiết về các ngành học STEM ở Úc, tin học và công nghệ thông tin, kỹ thuật và công nghệ, khoa học, cùng rất nhiều ngành nghề hấp dẫn khác. Thưa quý vị và các bạn, giáo dục STEM không nhắm vào mục đích cụ thể là đào tạo người học trở thành nhà khoa học, mà là một bước chuẩn bị quan trọng để giúp cho họ có thể hình thành được năng lực, phẩm chất của một công dân toàn cầu. STEM chú trọng việc ứng dụng thực tiễn các lý thuyết khoa học, vận dụng hệ thống tri thức liên ngành để tạo ra các sản phẩm và kết nối các mối quan hệ này trong thế giới phẳng. Mô hình này đang được nhiều trường đại học lớn trên thế giới áp dụng và một số trường tại Việt Nam. Hy vọng là những thông tin về mô hình giáo dục này trong chương trình của chúng tôi đã giúp cho quý vị có được một cái nhìn rõ nét hơn về mô hình này, đặc biệt là giúp cho các bậc phụ huynh cũng như là các em học sinh đang có nhu cầu du học cân nhắc để lựa chọn phù hợp. Thưa quý vị, chương trình Cổng Du học Điện tử kỳ này sẽ được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.